Xin kính chào quý vị và các bạn. Dũng Audi xin giới thiệu anh chị em một chiếc Vios bản G số tự động, sản xuất năm 2022, mới chạy có hơn 1 vạn. Xe tất cả nguyên zin như mới. Vâng, một chiếc xe Vios bản G số tự động, mới chạy có hơn 1 vạn, sản xuất năm 2022, màu vàng cát. Hiện nay đang được bán tại Dũng Audi rẻ hơn xe mới 100 triệu anh chị em nhé. Rẻ hơn xe mới tầm 100 triệu, hơn 100 triệu. Trước đây chủ nhân chiếc xe này năm 2022 mua chiếc xe này lăn bánh tầm 620 nhá, hơn 600, tầm 620. Nhưng chiếc xe này bây giờ anh chị em mua chưa đến 500. Một chiếc Vios bản G 2022 đẹp mộng mơ, đẹp xuất sắc, zin toàn tập, không có điểm gì để chê. Chỉ bàn về giá, không bàn về xe anh chị em nhé. Rẻ hơn xe mới hơn 100 triệu. Xe được trang bị, đây là form mới rồi, cho nên đèn pha nó cũng khác anh chị em nhé. Form mới này, đèn pha đa điểm này, giải đèn led định vị ban ngày này, đèn gầm này, cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến quanh xe. Mặt ca lăng kiểu mới, form mới, la răng mới. Đây, 4 la răng phay, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Lốp theo xe còn nguyên cả dàn. Xinh nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp chìa khóa thông minh 1 chạm. Hệ thống cảm biến quanh xe. Đấy. Camera lùi đầy đủ. Form mới, la răng phay mới, 4 phanh ABS. Ở trong xe, xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Có gương kính chỉnh điện cụp điện đây. Có cân bằng điện tử, chống trơn, chống trượt điện tử. Tắt bật cảm biến. Cảm biến quanh xe có tắt bật cảm biến đây. Ghế da nguyên bản màu kem. Táp ly, táp lô màu kem. Hai màu, màu đen và màu kem. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đây, vô lăng tích hợp bàn phím đây. Có cruise control, đi ga tự động anh em nhé. Cruise control, đi ga tự động. Để ấn nổ start top. Màn hình camera lùi nguyên bản theo xe. Điều hòa tự động. Số tự động động cơ 1.5 CVT tiết kiệm nhiên liệu. Trần nỉ nguyên bản, 7 túi khí an toàn. Xe mới chạy có hơn 1 vạn anh chị em nhé. Chiếc xe này mới chạy có hơn 1 vạn thôi mà anh chị em nhà mình tiết kiệm được hơn cả hơn 100 triệu rồi. Anh chị em nhìn thấy nội thất chưa? Quá đẹp luôn ạ. Rồi, ok. Đây là keo chỉ. Về chất lượng kỹ thuật thì anh chị em nhìn thấy keo chỉ đây, nguyên zin hết nhá. Bởi vì xe chạy mới có hơn 1 vạn thôi, cho nên là tất cả nó như mới. Anh chị em nhìn ạ. Phần tai này, phần bản lề này, phần chỉ đứng, phần ốc cánh, tất cả còn nguyên zin như mới. Một chiếc xe mà chạy ô tô mà chạy hơn 1 vạn thì gần như là chưa chạy anh chị em nhé. Chỉ này, tai này, bản lề này, tất cả nguyên zin hết. Đây, đinh tán máng nước này. Hai bên đinh tán máng nước này. Chỉ cốp này. Chỉ cốp đây. Quá đẹp. Đây, anh chị em nhìn này. Tất cả như mới nhé. Rồi, tiếp tục. Phần chỉ cánh sau bên phụ đây. Chỉ cánh sau bên phụ này. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng, phần ốc cánh. Nội thất của xe đây. Anh chị em xem này, nội thất của xe này. Đây là phần chỉ cánh bên phụ đây. Phần tai, phần chỉ đứng, phần ốc cánh nhá. Nội thất quá đẹp. Chiếc xe này thuộc vào dạng xuất sắc anh chị em nhé. Chúng ta tiết kiệm được hơn 100 triệu. Tiết kiệm hơn 100 triệu khi mua một chiếc xe chạy hơn 1 vạn. Đây, ốc cabo này.
chỉ cabo này. Ốc cabo, phần tai này, cụ giảm sóc này, phần răng này, phần càng sắt xi này. Bên này cũng vậy. Tai này, cụ giảm sóc này, phần răng này và phần càng sắt xi. Đó là về phần thân vỏ nguyên zin 100%. Tiếp đến là phần động cơ. Tất cả các con ốc, chưa mở bất cứ một con ốc nào, anh em nhớ từ ốc buji. Ốc buji này cũng còn nguyên zin chưa mở này. Ốc nắp dàn cò này, ốc chân máy này. Đấy, toàn bộ ốc chân máy này, ốc nắp dàn cò này, ốc buji này, ốc vách cam này, ốc số này. Tất cả hoàn toàn nguyên zin. Cam kết với anh chị em là nguyên zin 100%. Xe chạy hơn 1 vạn, nguyên zin 100% từng con ốc. Chiếc xe này em đang bán chưa đến 500 triệu anh chị em nhé. Chưa đến 500. Một chiếc xe sản xuất năm 2022, phiên bản G, số tự động. Khi chủ nhân mua mới chiếc xe này bỏ ra hơn 620, hơn 620 triệu. Mà bây giờ em bán chưa đến 500, mới sau 1 năm sử dụng và mới chạy có hơn 1 vạn thôi anh chị em nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ với Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video review chi tiết những chiếc xe mới về tại Dung Audi. Các buổi phát sóng trực tiếp của Dung Audi, anh chị em nhà mình cũng sẽ nhận được thông báo để vào xem live stream trực tiếp, được tư vấn hỗ trợ trực tiếp trên live stream. Mọi chi tiết xin liên hệ Dung Audi 0855 966 966. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.